Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây, em giới thiệu với các bác dòng cục tẩy của thương hiệu là ACAIF. Dòng này thì nó có hai mã. Hiện tại em về được hai mã theo lô hàng bãi, đó là về cùng Azanh và xúc kép. Tuy nhiên, như các bác xem video hôm trước em giới thiệu rồi, thì hàng về trong đêm, cũng gọi là quay và báo cáo các bác qua hàng về. Review thì từng video riêng cho nó chi tiết. Cái khâu này quay một video mà review toàn thể thì ôi trời ơi, nó dài lắm, dài như phim truyền hình quốc gia. Mà cái phim mà các bác đã nhớ rồi, cái phim gọi là Cô Dâu ở Tôi Ở Đấy nó dài tập lắm. Thôi review nhanh đúng không ạ? Hôm nay em sẽ review với các bác cái dòng cục đậy này có hai mã. Một mã là xe 1500 với công suất là 1500W một kênh. Đấy, đây là mã 1500 này. Đấy, 1500W một kênh 8 ohm. Các bác lưu ý nhá, 1500W một kênh ở 8 ohm, hàng bãi về chưa vệ sinh. Có sao nó quay thế? Ê, khó tháo thế nhỉ? Đấy, cái này khó tháo lắm các bác ạ. Hôm qua em về em tháo ra thì đây như này, 1500W một kênh 8 ohm và sử dụng so công suất. Đây các bác xem nhá, các bác nhìn thấy gì không nhỉ? Sò đây là sò MJV kép. Đấy, đây rồi. Sò đây là dùng MJV kép 21195, 21196. Và cái sò đây là sò này là sò này kiểu như là con thúc này. Đấy, nó kiểu ấy 0302G để nói phổ thông. Còn MOSFET nái này, BIOS này. Máy này nó cũng khá là xịn nhá. Nếu mà anh em về thì sẽ đóng thêm MOSFET vào đây thì dòng tải nó sẽ lớn hơn, nhưng thực tế là không cần. Con này thì có công suất là 1500W một kênh và sử dụng 4 MOSFET. Hai con này hai con thúc. Đấy, được chưa? Công suất đây. Công suất đây, các bác xem luôn đây. Đấy, cái là TD. Đấy, tụ nguồn đây. Có 8 tụ thôi, không nhiều lắm đâu. Được chưa? 8 tụ. 8 tụ 200V 4700mi một tụ. 200V 4700. Biến áp nguồn rất là lớn nhá. Nguồn điện áp cấp của biến áp là 135V. 0V 135V điện đối xứng. Và sang con xe 800 này thì đây là nó sử dụng sò là 0302G và 0281. Đấy là JB kép. Đấy. Con thúc con kia thì bằng con công suất con này. Con này thì nó công suất là 800W một kênh là 8 ohm các bác nhé. Đây tụ nguồn đây, 1 2 3 4 5 6 7 8. Biến áp nguồn này cũng khá là to. Con này không có cái nốt nguồn. Không có nốt nguồn. Con này thì có nốt nguồn này. Đấy. Ui giời. Thấy chưa? Đấy. Con này là điện áp cấp đường ra là 102V, 0V 102V. Đây. Máy nguyên zin mà về thấy có vết keo đây không có ưng à. Cam kết các bác là nguyên zin và tem chính tay em bóc nhá. Cái tem này là chính tay em bóc ra chứ không phải là lấy điều đâu. Và cái hàng này là hàng nội địa của Trung Quốc nên là toàn chơi theo kiểu là rắc nguồn này. Đấy. Tất cả như nhau hết nhé. Đấy. Máy đây. Về được 3 chiếc thì 2 chiếc xe 800 và 1 chiếc xe 1500. Đó. Đằng sau đây. Cũng đơn giản nhỉ, đơn giản. Máy này thì em cũng thấy bình thường. Con này chủ yếu đánh dây 800W một kênh, các bác đánh monitor, đánh array 800W 8 ohm thì là tương đương với 4 ohm, là khoảng tầm 1400-1500W là 4 ohm. Đấy. Nếu như 2 ohm thì chắc nó khoảng 2 ohm ở một kênh thì chắc nó chỉ vào khoảng tầm gần 2000W một kênh là hết cỡ rồi. Đấy, nó không có khỏe lắm đâu. Còn con này thì
1500 ở 8 ôm, 4 ôm thì nó khoảng tầm 2800. Nếu mà về 2 ôm thì nó khoảng tầm là 3500 đến 3200 đến 3500. Khoảng tầm đó, công suất ước tính nhá. Còn các bác 8 ôm mà các bác dồn hai kênh là 1 tại ở chế độ Bright dồn kênh. Đấy. Thì nó khoảng tầm theo em ước tính nó khoảng tầm là 3800 ở 8 ôm. Chế độ dồn hai kênh là 1, nếu mà 4 ôm thì công suất nó có thể nhân đôi lên nữa. Khoảng tầm khoảng tầm 7000 mấy đấy, 7200 đến 7600 ở 4 ôm Molo. Tức là các bác dùng con này hết cỡ đập một chiếc xúc kép ở chế độ là 4 ôm, các bác dồn hai kênh là 1 thì pick nó khoảng tầm trên 7000 W. Khoảng tầm thôi nhá, em còn không biết được. Công suất ước tính thôi mà. Chứ còn thực tế là phải máy đo rồi là thử tải các kiểu. Đấy. Con này thì nói chung là các bác chơi Array thì được. Đánh Array được, con này bị qua đánh súp vẫn đánh được nhá, nhưng mà không nên dùng nó phí. Dây thì tí nữa sẽ tháo nha các bác nhá. Dây em sẽ tháo và review sau. Dây nó xịn này, có chốt này. Đấy. Dây này là dây cao cấp nên là có chốt này. Và nó có nò xo bên trong. Đấy. Ok nhá, thì các bác nào quan tâm đến cục đẩy nào thì liên hệ trực tiếp. Em xin phép em xin phép là chưa báo giá, bây giờ là phải cộng lại tiền cước đã, xong là cộng lại tiền hàng đã. Chưa báo giá chẳng may nhỡ mồm nhầm một cái là các bác mắng chửi như đúng rồi ngay. Riêng cục này thì giá rất là đắt, gần 8 triệu một con. Nhá, nhưng mà các bác nào bảo đắt thì thật thôi. Con này thì em báo luôn là gần 8 triệu, bao nhiêu thì em sẽ báo sau. Con này thì em cũng phải tính lại tiền cước nữa. Con này thì chưa tính được tiền cước. Đấy. Tiền hàng thì biết qua rồi, bây giờ phải tính xem tiền cước nữa. Đấy, nó chênh lệch tiền cước thôi. Khoảng tầm bao nhiêu thì con này là dưới 6 triệu. Con này cứ báo trước các bác là dưới 6 triệu nhá. Đấy. Đây. Sell price unlock và ninh các chế độ này này, bấm này này. Đấy. Ok, thì các bác nào quan tâm thì cứ thế là alo cho em. Con đẩy này thì em lại không nhìn thấy cái công tắc gạt kênh ở đâu cả. Con đẩy này không thấy công tắc gạt kênh, chắc có khi là đánh này đánh bình thường thôi, không đánh rồi. Ok các bác nhé. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những video clip lần sau. Có cái hàng siêu phẩm em sẽ tiếp tục quay và review với toàn thể các bác. Chứ như này là đợi hàng về cũng hơi lâu rồi, nhưng cũng rất là ưng ý. Không chê tranh gì được, mỗi cái là hơi lâu tí.